sắm ngay cho các mẹ bình sữa mùa dung hoa cúc, bản sắp cháy hàng vì nó quá đẹp luôn ấy. Lúc nhìn ảnh của hãng chụp mấy tháng trước ấy thì mình không mong chờ gì đâu, mà đến tận khi nhìn tận mắt, cầm tận tay hôm nay thì mới thấy đẹp các mẹ ạ. Màu hồng xinh xắn này chắc chắn là nhà mẹ nào có công chúa thì mới sắm thôi. Họa tiết hoa cúc này vàng này, hồng này, trắng trên thân bình xinh lắm luôn ấy, và cực hợp với cái màu hồng ở trên cổ bình luôn. Bình mô dung hồng này thì vẫn được làm từ chất liệu PPSU rất là bền và nhẹ này, với cổ tròn rộng dễ pha sữa, dễ vệ sinh và dễ tiệt trùng được với nhiều hình thức. Núm ti mô dung thì các mẹ được chọn tùy theo độ tuổi của con nha. Núm này thì nó rất là mềm và núm mô dung thì thuộc loại núm thông hơi tốt nhất hiện nay cho các bé tập bú bình rồi. Bình mô dung hoa cúc này thì cũng đủ cả hai size là 160 và 260 như các bình khác nha. Còn có thêm cả phụ kiện tay hồng như thế này nữa thì đối tim các mẹ bình thực sự luôn ấy. Chưa biết sắp tới hãng mô dung thì còn ra mẫu bình gì không, nhưng mà mẫu hoa cúc này dự là lại sắp cháy hàng tiếp vì quá đẹp các mẫu.